À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học bài ôn tập số 4, Review 4. Bây giờ cô mời các con cùng bắt đầu buổi học với cô nhé. 1. Listen and tick. Nghe và tick về. Trong phần này chúng mình sẽ làm 5 câu, mỗi câu có 2 bức tranh. Nhiệm vụ của các con đó là nghe và chọn bức tranh tương ứng. Để làm bài này đạt kết quả tốt nhất thì các con cần phải quan sát kỹ nội dung của các bức tranh trước khi chúng mình lắng nghe. Câu số 1, bức tranh A và bức tranh B mình đều thấy hai bạn nữ. Điểm khác biệt duy nhất đó là ở bức tranh A có 3 máy bay, 3 planes. Còn bức tranh B có 3 tàu hỏa, 3 trains. Câu số 2, bức tranh A có một bạn mèo, a cat. Trong khi đó bức tranh B một bạn chó, a dog. Câu số 3, bạn nữ đang nghe nhạc, listening to music. Còn ở bức tranh B, bạn nữ đang vẽ tranh, painting. Câu số 4, bức tranh A, một chú khỉ, a monkey. Bức tranh B, một chú hổ, a tiger. Câu số 5, bức tranh A, bạn ấy đang đọc sách, reading a book. Còn bức tranh B, bạn ấy đang đạp xe đạp, cycling. Các con sẽ được nghe hai lượt. Lượt 1, nghe và tự làm. Lượt số 2, nghe và kiểm tra đáp án. Các con sẵn sàng chưa? Let's go! Review 4, page 70, activity 1, listen and tick. 1. They have 3 planes. 2. Do you have any cats? No, I don't. I have a dog. 3. What are you doing? I'm listening to music. 4. What can you see? I can see a monkey. 5. What's he doing? He's cycling. Lượt số 2, cô mời các bạn nghe và kiểm tra đáp án nhé. Review 4, page 70, activity 1, listen and tick. 1. They have 3 planes. Họ có 3 chiếc máy bay, như vậy chúng mình sẽ phải chọn bức tranh A. 2. Do you have any cats? No, I don't. Cậu có chú mèo nào không? Không, tớ không có. I have a dog. Tớ có một chú chó. Như vậy, chúng mình sẽ phải chọn bức tranh B. 3. What are you doing? I'm listening to music. Bạn đang làm gì thế? Tớ đang nghe nhạc. Vì vậy sẽ chọn bức tranh A. 4. What can you see? I can see a monkey. Bạn nhìn thấy gì? Tớ có thể nhìn thấy một chú khỉ. Bức tranh A. 5. What's he doing? He's cycling. Cậu ấy đang làm gì? Cậu ấy đang đạp xe đạp. Bức tranh B. Các con làm đúng bao nhiêu câu trong 5 câu này? Cô hy vọng các bạn làm đúng hết. Trong trường hợp các con chưa làm đúng thì các con cần phải lắng nghe kỹ hơn và quan sát các bức tranh
nắm được nội dung các bức tranh trước khi mình nghe. Bây giờ cô mời các bạn chuyển sang phần số 2. Bài số 2 vẫn tiếp tục là một bài nghe. 2. Listen and number. Nghe và đánh số. Chúng mình có 4 bức tranh. Nhiệm vụ của các con sẽ là nghe và đánh số các bức tranh từ 1 đến 4 theo thứ tự xuất hiện trong file nghe. Các con vẫn được nghe 2 lượt. Lượt 1, nghe và tự đánh số. Lượt số 2, nghe và kiểm tra kết quả. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Page 70. Activity 2. Listen and number. 1. She has a teddy bear. 2. Do you have any rabbits? Yes, I do. I have 2 rabbits. 3. What's he doing? He's watching TV. 4. What's the parrot doing? It's counting. Lượt số 2, cô mời các bạn kiểm tra kết quả nhé. Page 70. Activity 2. Listen and number. 1. She has a teddy bear. Cô ấy có một chú gấu bông. Như vậy, đoạn hội thoại 1 sẽ tương ứng với hình C. 2. Do you have any rabbits? Yes, I do. I have 2 rabbits. Cậu có chú thỏ nào không? Có, tớ có. Tớ có 2 chú thỏ. Như vậy, đoạn hội thoại số 2 sẽ đi với bức tranh A. 3. What's he doing? He's watching TV. Ông ấy đang làm gì? Ông ấy đang xem TV. Như vậy, đoạn hội thoại 3 sẽ tương ứng với bức tranh D. 4. What's the parrot doing? It's counting. Chú vẹt đang làm gì? Nó đang đếm số. Như vậy đoạn hội thoại 4 sẽ tương ứng với bức tranh B. Tiếp theo, cùng mời các con chuyển qua phần số 3. 3. Read and match. Đọc và nối. Phần này cô mời các con cùng đọc với cô và chúng mình sẽ nối trong khi chúng mình đọc nhé. Câu số 1. Do you have any goldfish? Các con đừng quên nhắc lại theo cô nào. Do you have any goldfish? Bạn có chú cá vàng nào không? Các con lưu ý, đây là câu hỏi yes, no, tức là mình sẽ phải trả lời yes hoặc no trước, nên mình sẽ tìm cái câu trả lời tương ứng ở phía cột bên tay phải, thì chính là câu B. Yes, I do. Có, tớ có. Hoàn toàn phù hợp, nên mình sẽ nối câu 1 với đáp án B. Câu số 2, nhắc lại theo cô nào. What can you see? Bạn có thể nhìn thấy gì? Phần này mình sẽ chọn đáp án E. I can see a peacock. Tớ có thể nhìn thấy một con công. Câu số 3. What are you doing? Bạn đang làm gì? Hỏi về bạn nên câu trả lời chắc chắn phải có từ I, tức là tôi. Ở đây
Mình sẽ chọn duy nhất câu D vì chỉ có câu D là trả lời với tôi thôi. I'm writing, tôi đang viết, hoàn toàn hợp lý và phù hợp với câu hỏi. Và câu số 4, what's the elephant doing? Chú voi đang làm gì? Và mình sẽ trả lời, mình chỉ còn câu A và câu C. Đương nhiên mình sẽ trả lời là it's dancing. Nó đang nhảy chứ không thể là she's skipping được. Chú voi thì sẽ phù hợp với chủ ngữ là it, nó hơn. Và câu số 5, what's she doing? Cô ấy đang làm gì? Mình sẽ chọn đáp án C, she's skipping. Cô ấy đang nhảy dây. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn các con hoàn thành xong phần số 3. Chúng mình chuyển qua phần số 4 nhé. 4. Read and complete. Đọc và hoàn thiện. Phần này có một đoạn văn với nhiều chỗ trống ở bên dưới. Nhiệm vụ của chúng ta đó là chọn những từ ở trong ô để điền vào chỗ trống bên dưới. Chúng mình sẽ cùng đọc và dịch. Trong quá trình đó thì chúng mình sẽ tìm từ để điền luôn nhé. Trước tiên họ cho 4 từ: drawing, đang vẽ; in, bên trong; reading, đang đọc; watching, đang xem. Chúng mình cùng nhau đọc đoạn văn nào. My family is at home now. Gia đình của tôi đang ở nhà bây giờ. My father is in the living room. Bố của tôi đang ở trong phòng khách. He is TV. Ông ấy đang ...TV, đang xem TV, watching. My mother is in the living room too. Mẹ của tôi cũng đang ở phòng khách. She is a book. Cô ấy đang quyển sách, đang đọc một cuốn sách, reading. I am the garden. Tôi ...vườn. Tôi đang ở trong vườn, in. I am a picture. Tôi đang ...một bức tranh, đang vẽ, drawing. Tiếp tục, cô mời các bạn chuyển sang phần số 5. 5. Ask and answer. Hỏi và trả lời. Phần này chúng mình có 4 bức tranh và chúng mình có 4 câu hỏi. Chúng mình dựa vào bức tranh để trả lời nhé. Ví dụ câu số 1 này, what's he or she doing? Họ hỏi cô ấy hoặc anh ấy đang làm gì? Thì chúng mình sẽ có 2 câu trả lời. Nếu hỏi về anh ấy đang làm gì thì mình trả lời anh ấy đang đọc sách. He's reading a book. Còn cô ấy thì đang nghe nhạc này. She's listening to music. Câu B, câu số 2. What can you see? Bạn có thể nhìn thấy gì? Mình nhìn thấy một chú voi thì mình sẽ nói I can see an elephant. Và chúng mình còn có thể nhìn thấy một chú công nữa thì chúng mình có thể ghi là a peacock and a tiger. Và một chú hổ ở đằng sau nữa, đúng không nào? Thì mình sẽ điền 3 cái con động vật này vào đây. Câu số 3. How many trains, cars and ships do you have? Bạn có bao nhiêu tàu hỏa này, xe ô tô này và tàu thủy? Thì mình sẽ trả lời I have 2 trains, 5 cars and 4 ships. Tôi có 2 tàu hỏa, 5 ô tô và 4 tàu thủy. Và câu cuối cùng, câu số 4, what's the monkey doing? Chú khỉ đang làm gì? Chú khỉ đang đu đưa, đúng không nào? Thì mình sẽ trả lời it's swinging. Nó đang đu đưa. Như vậy, cô Huyền vừa hướng dẫn các con hoàn thành xong 5 bài tập trong buổi học ngày hôm nay rồi. Các con về nhà ôn tập lại các từ vựng liên quan đến những chủ đề gần đây mà chúng ta học. Đồng thời, ôn tập cả những cái cấu trúc câu trong buổi học ngày hôm nay.
Ví dụ, đó là những cái cấu trúc câu hỏi và trả lời về việc bạn đang làm gì, anh ấy đang làm gì, cô ấy đang làm gì và các con vật đang làm gì. Những câu hỏi bạn nhìn thấy gì, what can you see, và câu trả lời I can see, cộng với thứ mà mình nhìn thấy. Câu hỏi về số lượng, how many, và câu trả lời. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.